trước anh em nhá. Cái này là táo này, cái này quả gì đấy, không biết là tên gọi là quả gì. Từng miếng nhá. Cây á? Anh chẳng thấy cây gì cả. Chị ăn được cây đâu. Ngon thế nhỉ? Anh cho xem nào. Ăn đi. Ăn đi. Vâng. Chấm ít thế. Nhiệt chút chứ. Ăn chua như thế nhỉ?